5 lưu ý kỹ thuật không thể bỏ qua trong quá trình lắp dựng thép chân cột móng từ đường bê tông giả gỗ. Các bạn cùng từ đường Kisato chia sẻ về vấn đề trên. Sau khi thép đài, thép răng đã được buộc và hạ đúng vị trí kê chỉnh cố định, chúng ta tiến hành lắp dựng thép chân cột. Thép chân cột sẽ được gia công theo đúng kích thước của bản vẽ, bao gồm tiết diện thép, chiều dài của mỏ neo và khoảng cách thép chờ để nối với cốt thép bên trên. Khoảng dài của nối thép phải đạt được lớn hơn hoặc bằng 30D. Chiều dài của mỏ neo xuống dưới phía đài phải đạt từ 25 đến 30cm. Trước khi lắp dựng cốt thép, chúng ta phải định vị lại toàn bộ tim trục để vạch lên tiết diện cột trực tiếp lên trên mặt của thép đài móng hoặc thép đài răng để tim trục không bị sai lệch trong quá trình lắp đặt cốt thép và khi nối thép lên phía bên trên. Sau khi đã định vị chính xác vị trí của từng cột, chúng ta định vị cột bằng một đai mặt buộc gông chặt đai mặt lên trên mặt đài hoặc mặt cốt thép dầm răng. Dựng cốt thép cột, buộc cốt thép cột cố định thẳng được theo phương thẳng đứng bằng một đai mặt ở phía trên và một đai ở phía dưới đáy dầm hoặc đáy đài để đảm bảo cho quá trình đổ bê tông không bị dịch chuyển thép cột. Cố định 4 thép cột bằng một đai ở phía trên để đảm bảo thép cột đúng vị trí không bị di chuyển trong quá trình thi công đổ bê tông. Sau khi đổ xong bê tông móng, chúng ta kiểm tra lại độ thẳng đứng của thép cột. Nếu thép cột bị nghiêng hoặc xô thì chúng ta sẽ chỉnh lại cho thép cột đạt theo phương thẳng đứng. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế và thi công từ đường, xin hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế, về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.